mình là Goku. Và bây giờ mình đang ở địa đảo Bến Đình. Còn gọi là địa đảo Bến Đình. Mình không biết bây giờ mình sẽ thắp nhang trước khi vô tham quan. Mình sẽ thắp nhang để tưởng niệm các nữ du kích anh hùng liệt sĩ tại Củ Chi. Giá vé vào tham quan là 35.000 một người. À đây là một bảng tiếng Anh, một bảng. Con lấy cái nào mà có thể đọc thôi. Đây là những bảng hướng dẫn với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Mình sẽ lấy hai bảng tiếng Việt và một bảng tiếng Anh. Ok. Để mình đọc tiếng Anh cho mọi người nghe. Ok, go. Đây là những cái vỏ pháo. Thử tưởng tượng với một cái quả pháo như vậy với thuốc súng ở bên trong. Pháo bên trong mà rải xuống đất liền thì chịu sao nổi. Ở trong phòng này có trưng bày rất nhiều súng, các loại súng. Hôm nay đến đây thì đặc biệt là rất đông du khách nước ngoài. À bên đây có nữa nè. Cái này là cái gì vậy ba? Ông phóng rocket. Đây, bà ngoại Roko giống như cô nữ du kích chưa? Bây giờ sẽ đi xuống đây để kiểm soát vé. Bên đây là khu địa đạo Bến Đình, chứ không phải là khu giải phóng hồi xưa mà địa đạo Bến Dược. Nếu mà tham quan đây xong mà còn thời gian thì gia đình Roko sẽ đi qua bên địa đạo Bến Dược. Okay, cảm ơn chị. Có một cái sticker. Đâu, sticker. Dễ thương. Vào đây sẽ có rất nhiều đoàn và có rất nhiều hướng dẫn viên ở trong đây để hướng dẫn mọi người với tất cả các loại ngôn ngữ mà mọi người yêu cầu. Thì điểm đầu tiên thì xin phép giới thiệu với các bạn chúng ta, đây là một trong những cái bãi chung khe mà trong một cuộc chiến tranh du kích làm ra về nước Mỹ á. Thì bên trên bên trong á, để cho lính Mỹ vào đây không có hiện ra thì người du kích họ phải ngụy trang cỏ và lá lên. Và bây giờ sẽ mời các bạn chúng ta xem nha. Đây, bên dưới là những cái mũ trong móc rất là nhọn, nhưng mà trước khi sử dụng á, thì người du kích họ sẽ hơ qua lửa để cho khói nó bão lên. Lúc đó là khi cắm xuống dưới thì sẽ hạn chế là máu nha, tại vì sử dụng nó lâu hơn. Và trong một cái chiến tranh đó thì du kích Củ Chi làm rất là nhiều cái bên trong cái này, bố trí chủ yếu những chiến trường trong rừng hoặc là trong những cái lớp mòn mà quân đội Mỹ thường đi càn qua đây. Bởi vì trong suốt quá trình chiến tranh đó thì quân đội Mỹ mở rất là nhiều trận càn đến đây. Rồi các con lùi lại phía sau giùm chú, lùi lại rộng ra rồi đúng rồi. Rồi bây giờ cứ mở lên cho các đồng ta xem đến cửa hàm bí mật nha. Đặc biệt thì cửa hàm bí mật này làm rất là nhỏ, làm đủ lớn với người du kích Củ Chi. Còn nó dính Mỹ á, là to cao, khi mà phát hiện là không có thế nào xuống đây được. Và một điều đặc biệt nữa là cái cửa hầm này làm bằng gỗ nè. Để khi vào mùa mưa đó, gỗ nó sẽ hút nước, sau đó nó sẽ giãn nở ra, ngăn cái mùi xuống bên dưới. À, ngồi xuống, chống hai tay hai bên nè, hai người từ từ xuống như thế này. Tiếp theo đó là phải phủ lá lên trên, nó ngụy trang lại giống như trong một cuộc chiến tranh luôn. Và cuối cùng thì sẽ cầm cái cửa này đưa thẳng hai tay lên để cho vai nhỏ lại như thế này. Đó, chúng ta thấy không, chứ không có thúng xuống như thế này, xin xuống như thế này thì xuống không được.
chúng ta phải thẳng tay lên và giữ lá đó trên nắp không có rớt như này nha. Rồi tạm biệt, mưa tới luôn nha, bye bye. Khi lên là đưa hai tay lên như thế này. Tấm chiến hào dùng để chiến đấu thì từng đoạn tấm chiến hào nó sẽ liên thông với đường địa đạo, là khi mà quân Nam Mỹ nhào vào đây á thì người dùng phích quân chi sẽ xuất hiện từ cái hệ thống địa đạo, sau đó di chuyển trong lòng chiến hào để chiến đấu. Nếu mà lính Mỹ gần gần hơn thì phích quân chi sẽ rút xuống hệ thống địa đạo, từ nơi này sẽ di chuyển sang những nơi khác để mà chiến đấu tiếp. Thì đây là cái cửa hàm bí mật, nó giống như cái cửa đầu tiên, nhưng mà chỉ có điều là cửa hàm nó làm rộng ra để phục vụ cho khách tham quan. Từ trên chúng ta nhìn xuống có thể thấy được cái đường địa đạo bên dưới nó rất là nhỏ. Cái này là đã được nới ra rồi để cho người ta tham quan. Đường chiến hào là ở đây. Đây là mô hình phục dựng lại, phục dựng lại cảnh mà các bộ đội và nữ du kích đi hành quân xong rồi đang dừng lại ở các lán trại để mình nghỉ ngơi. Sau nhiều lần bị chó nghiệp vụ của Mỹ phát hiện á, quân dân quốc chiến đó phát động phong trào là hiến kế để chống lại chó nghiệp vụ của Mỹ, và đã tìm ra được hai cách. Cách đầu tiên là sẽ sử dụng bột tiêu bột ớt, bởi vì bột tiêu bột ớt nó có tính nồng và cay, vậy đúng không ạ? Chứ không phải là củ hiền này như bây giờ. Hoặc là cách thứ hai là chúng ta sẽ nhặt những quân trang quân dụng của Mỹ như là áo nón hoặc giày vớ. Bởi vì những cái vật dụng đó là có mùa của lính Mỹ, khi mình chống một bộ của lính Mỹ đánh hơi á thì chỉ đánh hơi được lính Mỹ thôi, từ đó thì quân lính Mỹ sẽ không phát hiện gì đó. Đó là cách chống chó nghiệp vụ của du kích quân kia đây. Và thì là đi hình và từ khoảng từ 20 đến 30 mét thì sẽ có một lỗ hơi như này. Đây là cái lỗ thông hơi cho địa đạo được xây dựng theo hình của tổ mối. Trong mà bộ đội du kích đã sử dụng tại địa đạo. Mỗi loại trong có một cái tên, trong ghế xếp. Còn đây là trong cánh cửa. Gài lại đi cho mất cái sổ nha. Khi nó con giọng xuống thì nó con chuẩn bị đặt nó rửa như thế này. Tiếp theo nữa thì đây là trong cái xếp. Khi nó con giọng xuống thì hai đầu nó xếp lại như thế này. Các bạn có thấy không ạ? Đây ạ. Đây là trong bọc, sẽ giống như trong đầu tiên. Tiếp theo nữa thì đây là trong hôm, nó giống như hôm bắt cá. Thì trước khi phải đào một cái hố như thế này, nó đặt cho mày xuống bên dưới. Khi chân nó phun trượt xuống thì thanh trong cái giữa nó sẽ đông xương đồng bằng chân. Nếu mà đối phương nhấc chân lên thì bên trên vẫn còn một số lỗ trong nữa, nó sẽ đâm ngược lại. Khi đối phương giỏng phải những lỗ trong này thì rất khó lấy chân ra. Còn tiếp theo nữa thì đây là trong cần đối, nó giống cái bọc bên. Khi mà đối phương giỏng đầu bên này thì đồng với bên kia đánh qua, khi đối phương giỏng đầu bên kia đồng này đánh ngược lại. Khi mà nó phân mở cửa ra để vào phía trong nhà đó, thử không con, thử đi đứng đó cho con. Rồi thì trong này phía lên cao cái này nó sẽ bổ xuống. Bây giờ sẽ đi xuống nhà công minh sửa. Nơi đây nơi đây nghe là công minh sửa thì có lẽ là sẽ chế tạo vũ khí. Xuống xem thử nha. Chúng em vài cưa ra và lấy thuốc nổ bên trong. Tuy nhiên thì trong cái linh cưa này thì chúng em đang nổ á, là chúng em sẽ vượt qua vừa đổ nước. Bởi vì nước kiểm soát nhiệt độ, từ đây thì bỏ bò bên trong có nổ nữa. Đây là vóc trong nè. Đây cưa bơm.
nên là rèn rèn dao, rèn vũ khí. Đây các vỏ của các quả bơm. À, cái này là dùng hơi để khò ra lửa để mà có thể chế tác ra các vũ khí, rèn vũ khí. Ở đây có một khu bắn súng thể thao quốc phòng, bắn súng thật. Nghe đã không? À, 550 10 viên. Đó. Vô đây nghe tiếng súng bắn. Trời đó, mọi người nghe không? Ở đây là hai khẩu pháo, một khẩu là 155mm và một khẩu là pháo 85mm. Nghe ồn thật luôn á. À đó, đang bắn súng ngoài đó đó. Điểm dừng chân uống nước là kế bên cái chỗ trường bắn để bắn thử đó, mọi người nghe không? Trời ơi, chịu không nổi luôn. Đó là bánh tráng á, là sẽ tráng bánh trong cái nồi. Rồi sau đó khi mà bánh trứng sẽ gỡ bánh ra rồi phơi lên cái khay giống như vậy. Rồi để phơi nắng. Rồi bên đây là lò nấu rượu, xay gạo. Đó, thấy không, ông ngoại của cô cũng mới nhắc cái cô biết xay hồi xưa ở nhà bà cô. Thì để đến quay tiếp theo cái đoàn thì em xin giới thiệu ở đây là tái hiện lại quang cảnh tàu đi đạo. Thì du kích tàu đi đạo thì bằng nhiều nhóm nhỏ, một nhóm là khoảng từ 3 cho tới 5 người. Thì trước tiên mỗi nhóm đi đào một cái hố hình vuông như vậy, đào cùng một độ sâu, sau đó sẽ đào đoạn đi đạo vào bên trong khoảng từ 1 tới 2 mét. Và hai nhóm này sẽ đào thông với nhau bằng đường đi đạo bên dưới. Thì trong quá trình đào đi đạo á, đất đào lên á, ở những nơi nào mà gần hố bơm thì sẽ mang đất đổ xuống hố bơm, hoặc là gần sông thì sẽ mang đất đổ xuống sông, bởi vì là du kích cần phải ngụy trang để cho lính Mỹ không phát hiện ra. Thì đảo Củ Chi là có tổng chiều dài là khoảng 250 km, thì đào mất khoảng thời gian là 20 năm. Lực lượng mà đào địa đạo sẽ chia thành từng nhóm nhỏ đào những cái hố giống vậy đó. Ở đây có tất cả là 3 hố. Rồi những nhóm nhỏ này sẽ đào những cái đường mà liên thông với nhau. Tất cả đều làm bằng tay. Các hố địa đạo ở đây đa phần được đào theo hình vuông chứ không phải hình tròn. Vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì hình vuông nó sẽ tốt hơn hình tròn. Bởi vì khi đào hình vuông thì chúng ta sẽ xác định được hướng đông tây nam bắc rõ ràng hơn là nếu đào hình tròn. À, ở đây là mô phỏng lại cái việc mà may các quân phục. Đó. Có khăn rằn, có mũi tay bèo, có nón, có áo gọi là áo nhà báo, rồi có thêm mấy bộ bà ba nữa kìa. Mình đây là chế tác ra dép bộ đội Cụ Hồ. Dép lớn đẻ lắm rồi, có 101 rồi. Các đường địa đạo ở đây đã được nới rộng ra để cho khách tham quan có thể vào để tham quan đó. Kể cả những người nước ngoài vóc dáng rất là to cao mà muốn thể vào. Nhưng mà cả nhà Roco thì không ai chịu đi. Ông bà thì đau xương đau khớp cho nên không đi. Còn nhân vật này thì sợ không gian hẹp. Mà không ai đi thì bạn này cũng không đi. Còn má Roco thì đi một mình không dám đi.
Hôm nay cả gia đình Rocco được đi trekking. Có một cung đường ngắn và đơn giản. Ở đây con bước để rửa tay rửa mặt lên nhau. Cái này chắc che lộ ồ hả bà? Đây, chú nói bây giờ chúng mình sẽ dùng buffet. Nhưng mà buffet gì thì không biết, các bạn hãy theo dõi nha. Theo mọi người thì đi tham quan địa đạo sẽ được dùng buffet gì? Buffet 100.000. Mọi người chờ một chút xíu nha. Trà uống mọi người ơi. Buffet sẽ là được uống trà và ăn gì vậy? Ăn gì vậy? Ăn gì rồi cô? Ăn khoai mì trắng. Muối mè. Trà nóng lắm nha. Mày cái nhà ăn, rồi con ăn đi con. Ăn thử đi. Chấm nhúng mè nữa cơ. Chấm nhiều quá. Tôi tham quan ở đây thông thường thì khi mà bắt đầu vào thì sẽ được vào những cái phòng đó để xem chiếu phim tư liệu với lại xem các sơ đồ mô hình ở trên màn hình, nhưng mà do hồi nãy gia đình Rocco vô trễ cho nên là chỉ có đi tham quan các nơi thôi. Đó, đó là những cái dụng cụ mà để đào đường đi đạo chữ hai. Và ở đây có tất cả là 3 tầng đi đạo đây nè. À, tầng sâu nhất là có thể từ 8 đến 10 mét lận á. Nhìn như những cái hang kiến ha. Quả thật rất khâm phục chiến sĩ bộ đội cũng như các nữ du kích tại đi đạo Củ Chi. Quay sơ lược cái phòng mà gọi là cái phòng mà thuyết minh giới thiệu ban đầu cho mọi người xem nha. Bắt đầu khi mà vào tham quan thì mình sẽ được ngồi trong phòng này, sẽ được giới thiệu những cái sơ đồ địa bàn rồi cái mô hình của địa đạo đó, giới thiệu sơ lược nhất, tổng quát nhất cho mình, rồi sau đó các anh chị hướng dẫn viên ở đây sẽ dẫn cả đoàn mình bắt đầu đi tham quan xung quanh. Nó nhân vật thích chụp hình và nhân vật thích chụp cho người khác. Bởi vậy có cha mẹ lớn tuổi rồi thì cảm thấy rất là thương. Khi mà sức khỏe càng ngày càng yếu đi, lớn tuổi rồi cho nên là việc đi lại mỗi lần mình di chuyển nhiều sẽ khó khăn hơn. Cho nên ai còn cha còn mẹ, còn cha mẹ khỏe mạnh thì cố gắng thu xếp để cùng cha cùng mẹ mình làm thật nhiều việc ý nghĩa nha.